Sáng nay ngày 8 tháng 6, tại xã Hoàng Đạt, huyện Hoàng hóa, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã khai giảng khóa huấn luyện nông dân về quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp trên cây lúa vụ thu mùa năm 2024. Trong thời gian từ nay đến tháng 9 năm 2024, 30 học viên là các nông dân trực tiếp sản xuất giỏi của xã Hoàng Đạt, huyện Hoàng hóa sẽ tham gia 16 ngày tập huấn theo từng giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây lúa thông qua việc hướng dẫn lý thuyết trên lớp kết hợp với thực hành các thí nghiệm trên đồng ruộng kết thúc khóa học các học viên sẽ được cấp chứng chỉ để tiếp tục hướng dẫn và lan tỏa quy trình sản xuất nông nghiệp an toàn đến các hộ dân khác trên địa bàn nhằm phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững bảo vệ sức khỏe con người môi trường sinh thái nâng cao sức khỏe của cây trồng gia tăng giá trị kinh tế trên đơn vị canh tác